Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị Tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2023 nhằm tổng kết và xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị 20 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu điện năng vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5% một năm. Theo kết quả đánh giá của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, việc đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn này sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, hội nghị lần này là dịp để Bộ Công Thương và các địa phương, các cơ quan, đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tổng kết, đánh giá kết quả chặng đường đã qua và định hướng, xác định mục tiêu, nội dung và giải pháp ưu tiên triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ và vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến cũng như những khó khăn vướng mắc trong việc thực thi chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện thành công Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn tới.